chào mọi người đã trở lại với kênh Nhà Phố Vân Nguyên. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, Vân xin giới thiệu đến mọi người một căn nhà nằm ngay vị trí chợ Cây Quéo này luôn, phường 5, quận Bình Thạnh. Và bây giờ Vân đang đứng ở mặt tiền trục đường Hoàng Hoa Thám. Và phía trước mặt chúng ta đây á, là cái phía ngã tư giữa đường Hoàng Hoa Thám và đường Nguyễn Văn Đậu nè. Thì nếu đi thẳng về hướng này á, chúng ta sẽ đến được đường Vạn Kiếp và đi qua khu phố ẩm thực Phan Xích Long, hoặc là đến cầu Bông là sang quận nhất. Và hướng bên này á, là chúng ta đi về phía đường hẻm Thích Quảng Đức nè, hòa đường Nguyễn Thượng Hiền đây. Khúc phía này á, là phía đầu chợ cho nên không có bị kẹt xe nha quý cô chú anh chị. Hẻm vào nhà mình là hẻm Ba Gác nè. Căn nhà mình ở vị trí là sát mặt tiền luôn. Hẻm khúc này của mình rất là rộng luôn. Đây, và căn nhà hôm nay Vân giới thiệu đây. Căn nhà này có kết cấu là một trệt, một lửng, hai lầu nè. Nhà có chiều ngang là 3m. Cái khúc cửa này thì khoảng 1m8 thôi. Và chiều sâu vào là 5m rưỡi. Diện tích công nhận trên sổ là 14.2m2 ha. Đây, Vân quay ra phía mặt tiền nhà cho mình xem. Và cái hẻm trước mặt này chỉ là cái sân của những căn nhà trước mặt mình thôi, không có xe máy lưu thông thường xuyên đâu. Xe máy sẽ lưu thông vào cái hướng này nè. Và căn nhà này có hướng chính là hướng Tây Nam, phù hợp với các khách hàng có mệnh phong thủy là Tây Tứ Trạch nha. Tôi sẽ mời mọi người cùng tiến vào trong để tham quan chi tiết căn nhà. Thì đây là khu vực tầng trệt nè. Khu vực tầng trệt thì bao gồm một khu vực bếp và một nhà vệ sinh ở đây. Bếp thì được gia chủ trang bị sẵn một hệ tủ bếp trên dưới bằng nhôm ha, màu trắng. Mặt bếp được làm bằng đá hoa cương màu đen nè. Và một cái khoảng ở giữa nhà này thì chúng ta có thể để được vài chiếc xe máy nha, cỡ khoảng 4 đến 5 chiếc nè. Và đây là nhà vệ sinh ở khu vực tầng trệt. Gia chủ sử dụng hệ thống cửa lùa để tiết kiệm không gian cho mình nha. Khoảng này thì chúng ta có thể để được một số đồ dùng như một cái tủ, hoặc là để đồ đạc này mình để dưới này. Và hệ cầu thang được gia chủ thiết kế nằm vị trí cuối nhà ha. Và Vân xin mời mọi người cùng tiến lên khu vực tầng lửng. Và đây là không gian của khu vực tầng lửng nè. Bên này mình có một cái cửa sổ bên hông nè. Và phía sau nhà cũng có một cái cửa sổ nữa. Và ngay ở khu vực này á, chúng ta có thể đặt được một cái bộ ghế sofa ở đây. Và đặt tivi ở phía bên này. Và sử dụng cái không gian này có thể sử dụng nó như là một phòng khách vậy. Và xin mời mọi người cùng tiến lên khu vực lầu 1 nha. Nhà này thì mình có kết cấu là một trệt, một lửng, hai lầu. Thì hai cái lầu phía trên á là hai phòng ngủ và có nhà vệ sinh riêng luôn. Đây, khu vực phòng ngủ thứ nhất nè. Nhà có rất là nhiều cửa sổ luôn, do nhà mình có hai mặt hẻm. Một cửa sổ bên hông, một cửa sổ phía trước, một cửa sổ phía sau. Đây là khu vực để lắp máy giặt nè. Và đây là nhà vệ sinh ở khu vực lầu 1. Trong phòng tắm mình cũng có cửa sổ luôn. Và nếu quý cô chú anh chị có nhu cầu mà mình ngăn phòng á, thì mình có thể lắp một cái tấm chắn ở đây nè. Mình mỗi lần mình sử dụng thì mình lật lên lật xuống được. Mình có thể lắp máy lạnh mà để sử dụng trong phòng luôn. Rồi, Vân xin mời mọi người cùng tiến lên khu vực lầu 2 nha. Thì kết cấu của lầu 2 nó cũng tương đương với lầu 1 á, là một phòng ngủ. Có nhà vệ sinh riêng luôn. Ba cửa sổ, phía trước, bên hông và phía sau. Và đây là nhà vệ sinh ở khu vực lầu 2 nè.
Thì cũng tương tự với lầu 1 thì chúng ta có thể lắp một cái tấm chắn ở đây để ngăn phòng. Và với một căn nhà nằm ở vị trí trung tâm quận Bình Thạnh, dễ dàng di chuyển sang các quận trung tâm như quận Nhất và quận Phú Nhuận, đang được gia chủ chào bán với mức giá là 2 tỷ 500 triệu, còn bất lộc. Và với căn nhà này thì quý cô chú anh chị mua về, mình có thể ở hoặc là cho thuê, thì với căn nhà này chúng ta có thể cho thuê tầm 8-10 triệu. Nếu quý cô chú anh chị có quan tâm đến căn nhà này, hãy liên hệ với Vân qua số điện thoại được hiển thị bên góc trái của màn hình. Đừng quên bấm đăng ký để theo dõi những căn nhà đang được chào bán. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.